quý khách ghé thăm cà phê quận 1 để tận hưởng những giây phút thư giãn với hơn 40 bé mèo đáng yêu. Vé vào cửa sẽ là 98.000 cho một người, đã bao gồm buffet hơn 30 loại đồ ăn vặt và nước uống thoải mái không giới hạn. Cà phê là ngôi nhà quy tụ hàng chục giống mèo xinh đẹp khác nhau như là mèo tai cụp, mèo không lông Ai Cập, mèo khổng lồ Maine Coon, mèo chân ngắn. Tất cả các bé đều được chăm sóc với chế độ dinh dưỡng và y tế cũng như là spa đầy đủ để đạt được tuổi thọ cao. Chúng tớ tự hào vì đã nuôi dưỡng được đàn mèo trong suốt 7 năm vừa qua. Nhiều bé đạt tuổi thọ trên 8 tuổi, thậm chí là 11 tuổi và vẫn khỏe mạnh, sống chung trong ngôi nhà của cà phê. Cà phê là thương hiệu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Cà phê Mèo, bắt đầu hoạt động từ năm 2016. Cà phê vinh dự là thương hiệu cà phê mèo đầu tiên của Việt Nam, đạt tiêu chuẩn về vệ sinh và chất lượng dịch vụ, trở thành đối tác với Aeon, tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản, và Central Retail. Cà phê nỗ lực nâng cao dịch vụ như lời tri ân tới khách hàng đã ủng hộ cà phê 6 năm vừa qua. Có bao giờ các bạn đã từng thắc mắc là ở quán của mình nhánh quận 1 là sẽ có bao nhiêu bé mèo chưa nhỉ? Thì hôm nay mình sẽ cùng với lại anh Đạt, một nhân viên spa bên quán mình, cùng nhau tìm hiểu là sẽ có bao nhiêu bé. Tốt. Ok, mình xin giới thiệu bé Kimmy. Đây là một bé không âm của quán mình, hiện tại là bé đang gần được 1 tuổi. Và tiếp theo là bé đầu đàn của những bé không lông, đó là bé Kim Su. Kim Su này rất dễ thương nha mọi người. Đây chính là bé hàng con của quán mình. Hey. Bé này chính là bé Coca. Và mình xin đến với bé hiện tại đang là bé lớn tuổi nhất quán, đó chính là bé Na. Bé đang được 11 tuổi rồi. Miệng hơi thúi nha. Bé tiếp theo đó chính là bé AK. Bé AK chính là con trai của bé anh này. Nếu như bạn nào đã đi quán mình nhiều thì sẽ biết bé này là bé nào nha. Anh đi rồi đang ở trên chi nhánh theo anh Tân Phú. Đây giờ mình đến nhớ bé tiếp theo đó chính là bé Đậu Phộng. Chứ gì bé Đậu Phộng này là đã từng được phẫu thuật mắt một lần nha các bạn. Và phẫu thuật thành công nên là bé mở được mắt nha. Tiếp theo là bé dễ thương nhất trong những đàn không lông, đó chính là bé Chim Heo Chim Ngắn. Bé này rất là dễ chịu nha mọi người. Tiếp theo đó là một thành viên rất quan trọng của quán cà phê, tạo nên thương hiệu của cà phê, đó chính là bé Euro. Ai đi quán mình sẽ biết bé này như thế nào nha. Cũng không quậy lắm, nhảy từ lầu 2 nhảy xuống thôi. Vỡ cái nhà vệ sinh. Giờ mình xin đến với bé Bunny. Đây chính là chiến thần hổ báo nhất quán mình. Nhìn như là giao diện của nó vậy đó, rất hổ báo. Và kế bên bé Bunny luôn, đó chính là bé già thứ hai ở quán mình. Thì bé này đã được 9 tuổi, bé tên là Bon già. Tên Bon, mình Bon thôi, không có già. Và tiếp theo đó chính là bé Bối Bối. Bé Bối Bối là con gái của Bảo Bảo. Bảo Bảo đang ở phía sau. Bảo Bảo đang làm chuyện nhạy cảm. Bảo Bảo lên đi. Bảo Bảo. Hai mẹ con này cũng lớn tuổi rồi nha mọi người. Cũng đã là 7 tuổi. Và một bé Bối Bối là 6 tuổi. Và tiếp theo là một bé Maine Coon ở quán mình, rất nhiều Maine Coon nha mọi người. Đây chính là bé Lavi. Và biệt danh của bé thì chắc mọi người cũng đoán ra rồi, lé. Nhìn hơi lé thôi nhưng mà đẹp trai phết. Và đây là một bé không lông nữa, diễn viên điện ảnh Hollywood, diễn viên. Nếu như bạn nào đó đi với quán mình sẽ thấy một cái biển warning ở ngay cầu thang, đó là bé này. Đấy, bây giờ mọi người thấy nó đi bình thường chưa? Nhưng đôi khi nó sẽ đi bằng ba chân nha. Tiếp theo là một trong những thành viên đầu tiên của cà phê từ lúc thành lập đến giờ, đó là bé Tai Chi. Thật là xinh. Xinh gái dễ thương.
Tiếp theo là một trong những người, một trong những bé dòng tộc của gia đình nhà Bin. Gia đình nhà Bin thì quán mình có đến 10 bé lận, 10 bé lận nha. Thì bé này là bé Mimi. Bé Gigi. Bé Gigi, Gigi thích giữ đích. Dạ đây, một trong những gương mặt đại diện của quán, video khổng lồ. Ai đi nhiều là biết bé này nha. Đây là một trong những thành viên đầu tiên của gia đình nhà Bin. Bé này là bé chân dây. Lại tiếp tục là gia đình nhà Bin, bé Valu. Valu dễ thương. Lại tiếp tục là gia đình nhà Bin, bé Pepsi, mắt hai màu. Còn Coca. Coca rồi. À, nãy giờ nhắc đến gia đình nhà Bin nhiều, già tay. Đây chính là Bin, người đứng đầu gia tộc nhà Bin. Bé này là bé Bin nha mọi người. Nhà mình có một bé rất là đặc biệt, là một bé Maine Coon trắng. Đấy, bé này có một cái lịch sử là chiến đấu ở trên chiến trường rất là khủng bố luôn, nhảy từ lầu 7 xuống lầu 2. Đẹp trai không? Đẹp trai mà hơi ngu. Đây, một trong những bé Maine Coon gọi là lịch lãm, đẹp trai nhất quán. Bé này là bé Goku. Lịch lãm lắm, lấm siêu mềm, lịch sự, một cái xuân siêu vậy đó. Dạ, mình có một bé nữa, một bé cũng hổ báo, nhưng mà bé này nhát hơn bé kia rất nhiều. Giao diện khác với tính cách nha mọi người. Bé này là bé Tiger. Đây chính là công chúa Sabine, công chúa của chủ quán. Bé này là bé Sabine, con của bé Coffee nha. Coffee là đầu đàn của quán mình nha mọi người. Đây, Coffee đâu rồi? Mà tía là đầu đàn nhưng mà đi trốn. Đây, đầu đàn của quán mình đây. Cái Coffee hiện tại đang được 8 tuổi rồi nha mọi người. Đẹp trai lộn lộn. Trời ơi, đẹp trai quá. Rất là hiểu chuyện, không bao giờ đánh con nít với phụ nữ hết. Và đây là thành viên mới nhất. Hiện tại quán mình là tính đến bây giờ đây là thành viên mới nhất. Thì bé này là bé Siro. Siro là được cho à? Siro được cho nhưng mà nhập đàn nhanh lắm. Đây là một thành viên rất là gương mặt đại diện của quán. Có chỉ số IQ cao nhất quán. Nhìn giao diện thì khá là dễ thương, tính cách thì không như vậy. Bé này được cái dễ thương lắm mọi người, nhưng mà hơi stupid một xíu. Bé này tên là Si nha mọi người, mọi người kêu là Si ngu cũng được. Vừa nằm ngủ vừa nằm mơ. Để dầm. Đây là bé Khỉ. À, bé Khỉ thì mình không bế lên được nha mọi người, tại vì bé đã từng bị đột quỵ một lần. Thì bây giờ bé bị triệu chứng là cái cổ hơi bị nghiêng á, cũng già rồi. Bé này là con trai của bé Bon, nhưng mà bé này dễ thương lắm, nịnh lắm. Và lưu ý với mọi người là đừng nên sờ đít của bé nha. Chỉ nên sờ đầu thôi. Khỉ là chín thành ăn tôm, một lần có thể ăn hết 10 mấy con tôm. Đây cũng là một trong những thành viên đầu tiên của quán từ lúc thành lập. Đây là bé gà. Không nha. Gà là ở trong đây bắt đầu nuôi từ năm 2019. Gà tức đu lắm nha mọi người. Xuống xuống xuống.
xuống. Gà là có từ thời của em. Em tưởng nó từ những thái phẩm. Đây là bé mèo ta của quán mình. Bé này có một điểm rất đặc biệt và cũng nói lên tên của bé luôn, đó là một cái thằng chết tim ở ngay bụng. Nhưng mà phải gập vào mới thấy. Gập vào mới thấy, phải để nó thoải mái. Đây, chị mới thấy nè. Đúng rồi. Bé này cuối cùng nè. Đây. Hoàng tử. Và mẹ ta chi thì sẽ có hai đứa con trai, đứa nào cũng đẹp trai hết. Và đây là bé mắt da. Bé mắt da, con trai của mẹ ta chi. Không cho bé, không cho bé. Không cho bé. Không, giới thiệu bên dưới cũng được. Đây là một con trai nữa của mẹ ta chi, đó là bé Bạc Xỉu. Đây là hai anh em ruột nha mọi người. Đây là một bé mèo ăn lông ngắn. Bé này tên là Robin. Đây là bé măng cụt. Bé này thì mình nghĩ là cái chiếc nó là cá mọi người. Nó thích dọc nước lắm. Thích bơi. Đây là bé Windy. Bé Windy là con trai của ba Tuấn với lại mẹ Lily nha. Còn đây là ba Tuấn nè. Ba Tuấn nè. Đây là một đứa con trai nữa của ba Tuấn với mẹ Lily nha. Bé này là Sinh Nì nha. Chupi này, em Chupi thuộc gia tộc nhà Bin này. Chupi. Đây là con gái của ba Tuấn với mẹ Lily. Mẹ Lily luôn. Lúc nào nó cũng thè lưỡi. Ba anh em bé này hay thích thè lưỡi lắm. Mọi người tới mọi người sẽ thấy ngủ mà thè lưỡi. Gia tộc nhà Bin không? Gia tộc nhà Bin. Đây. Lại là một thành viên của gia tộc nhà Bin. Chung máu mủ hết. Bé này là bé Chippy. Cô cu rồi. Cô ca này. Judy. Đây quay gần Judy đây. Đây là bé Judy. Thành viên đẹp gái nhất quán hiện tại nha. Bên này chưa? Đây cũng là một trong những chú Maine Coon khổng lồ của quán nè. Bé này là bé Money. To chưa? Quay như thế này không thấy to đâu. Ở ngoài mới thấy nó bự. Ở ngoài mới thấy nó to. Trông bá ngủ ngon chưa? Xem mình kia. Đây định làm gì? Không làm phiền. Người ta điện đi vệ sinh một cái đâu vào đây. Đây là một thành viên cũng đẹp trai lịch lãm của quán nha. Ôi nhưng mà trông nó giống con gái à. Điềm tĩnh lắm á. Bé này là bé Simon nha. Còn Aki nữa. Aki thích leo tủ lạnh. Ôi trời. Đây là bé Aki. Bé này thì kiếp trước chắc là vận động viên leo núi á mọi người. Bé rất là thích leo trèo nha. Chỗ nào cũng leo được. Bé Aki. Hết rồi đúng không? Ôi trời. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tớ. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tớ. Đó chính là tất cả các thành viên hiện tại ở quán. À, thật ra là còn hai bé nữa, đó là bé Lily và bé Lily. Nhưng hiện tại hai bé đang ở nhà rồi, không có mặt ở trên quán.
xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Yeah, bye bye.